Taco hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bây giờ là phần thi quyết định về đích. Số điểm các bạn thí sinh đang có lần lượt là 160, 60, 140 và 10. Và căn cứ vào số điểm này thì người đầu tiên đến với phần thi về đích đó chính là Ngọc Thịnh. Số điểm nhì cao nhất hiện tại đang là 225 điểm. Ngọc Thịnh hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn trong phần thi về đích này. Dạ, em xin chọn có câu hỏi 20, 30, 20. 20, 30, 20 đó là lựa chọn của Ngọc Thịnh và chúc bạn thành công với lựa chọn này. Câu hỏi đầu tiên của Ngọc Thịnh như sau. Tỉnh nào là tỉnh đầu tiên của nước ta hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước công dân có gắn chip trên địa bàn? Tỉnh Nghệ An. Xin mời các câu trả lời khác ạ. Vâng, tỉnh đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu 100% cấp căn là người đã khởi thảo đề cương cách mạng miền Nam tháng 8 năm 1956, là cơ sở để Đảng ta đưa ra nghị quyết Trung ương lần thứ 15 về con đường tiến lên của cách mạng miền Nam. Dạ, Nguyễn Thị Định ạ. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Đây là một bản đề cương với 24 trang viết tay và nhân vật này đã xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là trực tiếp đánh đổ chính quyền, độc tài, phát xít Ngô Đình Diệm, tay sai của Mỹ, giải phóng nhân dân miền Nam khỏi ách, đế quốc và phong kiến, và đó chính là đồng chí Lê Duẩn. Và bây giờ thì Ngọc Thịnh sẽ còn một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa. Dũng và Huy có 260 quả chuối. Biết rằng nếu gạch bỏ chữ số hàng đơn vị trong số chuối của Dũng sẽ được số chuối của Huy. Hỏi mỗi người có bao nhiêu quả chuối nếu số được gạch bỏ là số 7. Một trăm 127 và số 3, 23. Xin mời các bạn thí sinh còn lại ạ. Vâng, do có 260 quả chuối cho nên là số chuối của Dũng phải là một số có 3 chữ số. Và gọi số chuối của Dũng là AB7 thì số chuối của Huy là AB. Ta sẽ có AB7 cộng AB bằng 260, từ đó suy ra AB bằng 23. Dũng sẽ có 237 quả chuối và Huy có 23 quả. Và đó là đáp án của câu hỏi cuối cùng dành cho Ngọc Thịnh ở phần thi về đích của riêng bạn. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Người đang cách Ngọc Thịnh 20 điểm là bạn Tuấn Khoa. Xin mời Tuấn Khoa. Xin mời em đưa ra sự lựa chọn của mình. Em xin lựa chọn gói câu hỏi 232. 20, 30 và 20. Đó là lựa chọn của Tuấn Khoa. Và chúc bạn may mắn và thành công với lựa chọn của mình. Có một ca khúc được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác với cây đàn mandolin trên giường bệnh. Đó là khi ông bị thương ở chiến trường trong khi điều trị. Ông được đọc bài thơ của Dương Hương Ly và ngẫm thấy đúng hoàn cảnh của mình nên đã nhanh chóng hoàn thành ca khúc. Tên ca khúc này cũng được lấy làm tên của một bộ phim truyền hình phát sóng năm 2023. Và đó là ca khúc nào? Các bạn thí sinh còn lại có ý kiến nào không ạ? Đây là một ca khúc có tên Cuộc đời vẫn đẹp sao. Chúng ta có thể cùng nghe bài hát này.
cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đàn bom mắt giờ thét cao, dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích, dù xa cách hai ngã đường chiến dịch, ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng mơ. Câu hỏi dành cho Tuấn Khoa như sau. Mời bạn trả lời câu hỏi của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào quý vị khán giả và các bạn học sinh. Tôi đang có mặt tại đền thờ Nguyễn Trãi nằm ở Côn Sơn, Hải Dương. Trên lĩnh vực văn học, ông là người có tinh thần dân tộc rất lớn. Cụ thể qua các hành động như tiên phong sáng tác bằng chữ nôm, đưa tục ngữ vào tác phẩm, đưa những hình ảnh đậm chất Việt như lảnh mồng tơi, bè rau muống, vị núc nác vào thơ. Và đặc biệt, ông đã sáng tạo nên một hình thức thơ mới khác với thơ đường luật. Có đến 186 trên 254 bài trong quốc âm thi tập được sáng tác theo thể thơ này. Vậy các bạn hãy cho biết thể thơ mà chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây là gì? Chúc các bạn thành công! Thuật ngôn bắt cú. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Chúng tôi nhận được tín hiệu của Gia Hân. Thế thì em là thể thơ Song Thất Lục Bát. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là Thất Ngôn Sen Lục Ngôn. Chúng ta còn một câu hỏi nữa thôi trong phần thi của mình. Hợp chất nào của oxy được dùng để tẩy trắng bột giấy có khối lượng riêng bằng 1,45 gam trên cm khối? Nước clo. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Chúng tôi xin phép được công bố câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Hydro peroxide hay H2O2 hay nước oxy già? Mới là câu trả lời chính xác. Và Tuấn Khoa đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi. Bạn có thể về vị trí nhé. Người tiếp theo đến với phần thi về đích đó chính là Gia Hân. Và lúc nào Gia Hân cũng nở nụ cười rất tươi. Xin mời. Gia Hân hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của Gia Hân trong phần thi này. Em chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm dành cho Gia Hân. Chúc bạn thành công với lựa chọn này. Câu hỏi đầu tiên của Gia Hân như sau. Ai là nữ sĩ đầu tiên của Việt Nam được Google vinh danh trên Google Doodle? Bích Phương. Hồ Xuân Hương. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Minh Anh. Đáp án của em là Xuân Quỳnh ạ. Và nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã được Google Doodle vinh danh vào đúng ngày sinh của bà, ngày 6 tháng 10. Xin chúc mừng Minh Anh. Chân dung của cố thi sĩ Xuân Quỳnh được xuất hiện trên trang chủ Google nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 77 của bà, ngày 6 tháng 10 năm 2019. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai dành cho Gia Hân. Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi dẫn khí ethylene đến dư vào dung dịch brom? Có khí hài thoát kìa. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Khoa đưa ra câu trả lời. Em thưa anh chị, câu trả lời của em là làm mất màu dung dịch. Không xảy ra. Trường Sa. Đảo Trường Sa. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Tuấn Khoa. Câu trả lời của em là huyện đảo Hoàng Sa, huyện đảo Trường Sa và huyện đảo Lý Sơn. Vâng,
Ở câu hỏi này các bạn hãy đọc kỹ. Lần lượt thuộc các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Đáp án chính xác của chúng tôi là Hoàng Sa thuộc Đà Nẵng, Lý Sơn thuộc Quảng Ngãi và Trường Sa thuộc Khánh Hòa. Bạn đã đưa ra những cái tên đúng nhưng mà lại sai ở việc sắp xếp thứ tự lần lượt mất rồi. Rất tiếc cho Tuấn Khoa. Và Gia Hân cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi. Gia Hân có thể về vị trí nhá. Cảm ơn em. Và bây giờ Minh Anh sẽ đến với phần thi về đích của mình. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng rồi ạ. Xin mời. Các bạn của Minh Anh đã mang đến đây rất nhiều những băng rôn cổ vũ. Có thể giơ lên cho chúng tôi xem được không ạ? Chúng tôi yêu Trương Minh Anh, Đường Đời. Chúc bạn thượng lộ bình an. Vâng, rất giống phong cách pano quảng cáo đĩa từ thời năm 90 ấy. Trông rất là tình đấy ạ. Minh Anh sẽ lựa chọn những câu hỏi như thế nào ạ? Hiện tại thì em cũng chả còn gì để mất nữa cả. Em xin lựa chọn 3 câu 30 điểm ạ. 3 câu 30 điểm dành cho Minh Anh. Và Đường Đời, chúc bạn thượng lộ bình an. Vaccine BCG chết là công trình độc đáo trong điều trị bệnh lao. Không cần tủ lạnh, ai cũng có thể bảo quản và bảo quản được lâu. BCG chết đã được tiêm cho hàng chục triệu người, góp phần đẩy lùi bệnh lao ở nước ta. Bạn hãy cho biết vị bộ trưởng, anh hùng lao động nào là người có công lớn tìm ra vaccine này. Đáp án của em là Hồ Đắc Di ạ. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Chúng ta đang muốn nhắc tới bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Bây giờ thì Minh Anh sẽ có một câu hỏi có giá trị 30 điểm tiếp theo. Tập thơ từ ấy gồm 3 phần ghi lại 3 chặng đường đấu tranh và trưởng thành của Tố Hữu khi giác ngộ lý tưởng đến cách mạng tháng 8. 3 phần của tập thơ có tên là gì? Máu lửa, xiềng xích và tự do ạ. Máu lửa, xiềng xích, giải phóng ạ. Tại sao bạn lại thay đổi câu trả lời ở những giây cuối cùng ạ? Bởi vì em cũng chợt nhớ ra thôi ạ. Nhưng cái điều nhớ ra đấy có chính xác không? Em nghĩ là có. Không phải là nghĩ nữa rồi, mà quả quyết đi, chính xác. Máu lửa, xiềng xích và giải phóng. Chúc mừng Minh Anh. Với câu hỏi cuối cùng, bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em xin được lựa chọn ngôi sao hy vọng ạ. Và các bạn cũng rất ủng hộ quyết định này của bạn. Một câu hỏi bằng tiếng Anh. Hello everyone, my name is Marcia. I work at the Apollo English Center. Today, I have a question for you. One of Vietnam's signature breakfasts is soy. It is very fulfilling, which gives you energy for the day. At affordable prices, you can have multiple topping options, such as green beans, pork floss, pork belly, eggs, and so on. A type of rice is used to make this dish. It is especially sticky when cooked. What is the name of this rice? Good luck. My answer is sticky rice. Đã nghe được những gì với những câu hỏi vừa rồi ạ? Cô biết một món ăn sáng rất là phổ biến ở Việt Nam là xôi. Và mình có thể tự chọn rất nhiều loại topping và sử dụng cái loại gạo nó rất là dẻo và dính. Và cô có hỏi là cái loại gạo đấy là loại gạo gì và gạo nếp là sticky rice. Và đó cũng là một câu trả lời chính xác. Và cùng với ngôi sao hy vọng, Minh Anh đã có thêm cho mình một số điểm.
120 rồi. Cảm ơn em có thể về vị trí nhé. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc người giành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi ngày hôm nay là Ngọc Thịnh. Xin chúc mừng Ngọc Thịnh. Chúng ta hãy cùng nhau tổng kết số điểm của các bạn thí sinh sau 4 phần thi trong cuộc thi ngày hôm nay. Chàng trai đang có số điểm cao nhất và cũng là chủ nhân của vòng nguyệt quế là một chàng trai đến từ trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng, bạn Ngọc Thịnh. Bạn Nguyễn Châu Gia Hân đến từ trường Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm Đại học Cần Thơ cũng đã thể hiện hết mình ở trên sân khấu ngày hôm nay. 150 điểm Dương Vĩnh Khoa, trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Hải Phòng. Và một cô gái đã để lại rất nhiều ấn tượng đến quý vị khán giả, đó chính là Trương Minh Anh đến từ trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Hà Nội với số điểm 120. Đăng Khoa là người xuất sắc nhất. Trong gió bao tố níu đôi chân của anh trên đường đời. Anh cảm thấy hơi nguy kịch. Cuối cùng mình cũng đã bấm được. Cũng tương tự và Thế Khải. 1,1%. Phải nói là siêu đỉnh. Vội vàng tạm dừng phần thi của mình. 3 tiếng chuông liên tiếp chỉ cách nhau vài tích tắc. Rất khó và... Xin chúc mừng Viết Thành. Xin chúc mừng Thế Khải. Và các bạn thí sinh hãy mỉm cười thật tươi và bước lên một vinh quang của chương trình. Xin mời các bạn. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện ban cố vấn của chương trình, thầy Trần Trọng Hà, chuyên viên cao cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng đến với trường quay ngày hôm nay đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, ông Bùi Văn Dũng. Và xin trân trọng kính mời thầy Trần Trọng Hà và ông Bùi Văn Dũng sẽ lên trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Thí sinh giành được giải nhất tháng ngày hôm nay nhận được phần thưởng trị giá 15 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Vâng, xin cảm ơn thầy Trần Trọng Hà và ông Bùi Văn Dũng. Như vậy, lại một hành trình nữa, chúng ta phải phân định ở những câu hỏi cuối cùng mới biết được ai là người giành chiến thắng. Và một lần nữa, chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh đang đội chiếc vòng nguyệt quế rất đẹp và giơ cao chiếc cúp trong cuộc thi tháng ngày hôm nay. Đó chính là Hoàng Ngọc Thịnh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Cả 4 bạn thí sinh đều thực sự xuất sắc và hy vọng rằng trong tập này quý vị, các bạn có thể cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc nhờ những phần thể hiện từ 4 bạn thí sinh. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau vào chủ nhật tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Em nghĩ là em đã đấu được một trận sòng phẳng và em không còn gì để nuối tiếc nữa cả. Dạ, lúc nào em đạt được vòng nguyệt quế thì cảm xúc đều vui mừng và giống như là lần đầu tiên của em vậy. Nên là em thấy rất không biết nói gì hết trơn. Điều quan trọng nhất khi em tham dự được Olympia là em đã có thêm rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp với các bạn từ 63 tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Và em cũng rất tự hào về hành trình này của em ạ.